Vậy là cuối cùng iOS 18 cũng đã tới cái giai đoạn public beta. Đây là một cái phiên bản có thể xem là tương đối ổn định mà các bạn có thể cài lên trên một cái thiết bị phụ của mình để các bạn trải nghiệm trước coi là iOS 18 nó có những cái điểm gì hay. Và ở trong cái video này mình muốn chia sẻ với các bạn một số cái trải nghiệm của mình, một số cái nhận định của mình liên quan tới những tính năng của iOS 18 và cả iPadOS 18, là tại vì hai thằng thật ra thì nó khá là giống nhau. Một trong những cái thay đổi lớn nhất của iOS 18 năm nay đó là chúng ta đã có thể đổi màu được cho những cái icon rồi. Thì thật ra đối với mình, cái tính năng đổi màu icon này mình lại không xài nhiều lắm. Thứ nhất là các bạn có thể đổi được giữa tông màu trắng và tông màu đen. Thật ra tông màu trắng nó giống trước giờ, tông màu đen thì với một số icon nó sẽ chuyển sang tạm gọi là dark mode. Chủ yếu là những cái app nào mà có cái icon trơn rồi có một cái hình, một cái chữ gì đó thì nó mới đổi được thôi. Chứ như ví dụ như app Lazada này, hay là app Lightroom của mình, tại vì cái nền của nó không có trơn cho nên là nó không có đổi màu gì luôn, nó vẫn giữ y nguyên. Ngoài ra thì các bạn còn có thể chỉnh được một cái chế độ tint, tức là lúc đó các bạn có thể chọn được một cái tông màu nào đó cho nguyên một cái bộ icon của toàn bộ ứng dụng đang xuất hiện ở trên màn hình luôn. Thì đây là một cái cách để mà các bạn có thể tùy biến được cái màn hình chính của mình cho nó vui hơn, cho nó sát với lại cái phong cách của các bạn hơn. Ví dụ ha, các bạn có thể chọn một cái hình nền mà tông vàng hết đi, rồi các bạn set cái icon màu vàng thì tụi nó sẽ tiệp với nhau. Đối với mình thì mình không xài những cái tính năng này nhiều, chủ yếu là mình bật thử cái dark và cái light để mình xem là những cái ứng dụng nó tương tác và nó chạy trong cái tính năng này ra sao thôi. Chứ thật ra đối với mình, việc mà có những cái icon đồng bộ với lại màu của hình nền này kia thì mình thấy không cần thiết. Kể cả khi mình xài những cái điện thoại Android ha, mình cũng không có tùy biến gì luôn. Chắc là tại già rồi các bạn không có thời gian để làm chuyện đó nữa. Tuy nhiên mình nghĩ ha, là bởi vì Apple họ đang muốn nhắm tới một cái đối tượng người dùng trẻ hơn, những cái đối tượng người dùng mà có thể họ sẽ muốn nghịch vọc vạch những thứ như thế này, thì lúc đó iOS 18 sẽ là một cái giải pháp để thay vì họ muốn tùy biến thì các bạn chỉ có thể mua điện thoại Android, thì bây giờ iOS cũng có được những cái tính năng tương tự như Android. Đối với mình, cái thay đổi về Control Center là cái mà iOS 18 thật ra là nó giúp cho mình nhiều hơn. Thứ nhất, mình thích cái chuyện mà những cái icon ở trong Control Center bây giờ nó tròn hơn, nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó thân thiện và cái cảm giác mà các bạn muốn bấm nó cao hơn. Thứ hai, đó là một số người thì chê cái việc mà các bạn phải vuốt lên như thế này, nó không có thuận tiện. Tuy nhiên trong bữa giờ mình xài iOS 18 thì mình lại thích cái việc mình có thể vuốt được Control Center. Nhất là cái tính năng này là các bạn, mình có thể điều khiển nhanh được những cái công tắc, những cái thiết bị trong nhà thông minh của mình thông qua cái hệ thống Apple HomeKit. Thì trước đây để điều khiển được tất cả những thứ này thì mình phải add một vài cái công tắc lên trên Control Center, thì nó nhỏ quá, nó không có đủ diện tích để mà nó điều khiển hết. Còn đối với lại cái chuyện mà có hẳn một trang chỉ để điều khiển nhạc hay là video thì mình cũng thấy là không cần thiết lắm. Tại vì thật ra là ngay từ cái trang chính là các bạn đã có một cái widget để mà điều khiển gọi là Media Control rồi. Ở trên iOS 18 và iPadOS 18 thì các bạn cũng có thể tùy biến mạnh hơn cái Control Center này. Khi mà các bạn nhấn vào dấu cộng thì các bạn sẽ có thêm nhiều nút để các bạn add vào so với lại trước đây. Ngoài ra thì với một số control nhất định các bạn cũng có thể resize nó. Một cái thay đổi nhỏ nữa ở trong Control Center đó là bây giờ nó có một cái nút để mà các bạn có thể tắt nguồn máy nhanh. Trước đây thì để tắt nguồn thì các bạn sẽ phải nhấn một số cái tổ hợp phím đúng không? Tuy nhiên không phải ai cũng rành, thì một cái bổ sung nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà mình thấy là nó cũng hợp lý. Và thật ra nếu mà các bạn nhìn qua thế giới Android thì tất cả những cái tính năng tùy biến này thì đa số ha, không phải tất cả, thì đa số là ở bên thế giới Android họ đã có từ rất là lâu rồi. Đây là một cái cách mà mình nghĩ là Apple có thể đưa cho các bạn một cái cách customize mạnh mẽ hơn, và họ cũng muốn thu hút thêm một cái lượng người dùng trẻ, một cái lượng người dùng mà họ có nhu cầu về tùy biến mà trước đây thì vốn họ chỉ có thể đi Android thôi. Quên mất, ở màn hình khóa thì bây giờ các bạn cũng có thể đổi được hai cái nút ở phía dưới này rồi. Mặc định thì nó sẽ là cái nút bật tắt điện flash, nhưng ở đây thì mình đang đổi thành cái nút bật cái Apple Home lên để mình có thể điều khiển nhanh cái đồ ở trong hệ sinh thái nhà thông minh HomeKit của mình. Còn nếu các bạn muốn nó có thể là một cái app nào đó cũng được, các bạn muốn bật để mà scan QR code cũng được, nó có nhiều cái thứ để mà các bạn setting lắm. Thì khi mà các bạn vào cái mục cài đặt giống như là cài đặt màn hình khóa thông thường thì các bạn nhấn customize, thì lúc đó các bạn sẽ có một cái khu vực để mà các bạn nhấn vào và chọn những cái app mà các bạn thích. Ở trong iOS 18 cũng có thêm một cái bổ sung nhỏ nhỏ thôi. Bản thân mình thì không thấy là nó có tác dụng gì mấy, nhưng mà mình vẫn nói ra cho các bạn biết, đó là cái ứng dụng đèn flash bây giờ nó có thể điều chỉnh được cái độ rộng của cái tia sáng nữa ha. Mình chưa rõ lắm là khi nào thì sẽ cần dùng cái tính năng như thế này, nhưng mà thôi, sẵn đây thì nói cho các bạn biết luôn. Đối với mình, ở trên iOS 18 có một cái app mà thay đổi khá là lớn và mình thấy là xài nó sướng hơn thật, đó là cái ứng dụng ảnh hay là ứng dụng photo. Và đặc biệt khi mà mình xài iPadOS 18 thì cái ứng dụng ảnh bây giờ cái diện tích hiển thị của nó rộng hơn, khi mà mình xem một cái ảnh thì nó hòa nhập cao hơn nữa.
cho nên cái cảm giác xem ảnh khi đó lại càng sướng hơn. Nhưng mà thật ra nha, với cái app photo này á, nhìn thì đẹp hơn á, nhưng mà có một số nút nó bị đổi vị trí, cho nên là có thể là các bạn sẽ cần vài phút để mà các bạn làm quen lại khi mà các bạn sử dụng những cái lần đầu tiên. Trên app photo mới á, nó cũng có hai tính năng bổ sung mà mình thấy hữu ích. Thứ nhất á, là bây giờ các bạn có thể tìm kiếm những cái vật thể mà xuất hiện bên trong ảnh. Trước đây ha, ví dụ các bạn gõ chữ airplane đi hay là các bạn gõ chữ car đi, thì lúc đó nó chỉ tìm kiếm được những cái hình nào mà có cái chữ airplane và chữ car ở bên trong. Nói cách khác là nó chỉ có thể tìm kiếm được văn bản ở trong ảnh. Đây là một cái tính năng đã có từ khá là lâu ở trên Google Photo rồi, và mình đã mong nó từ khá là lâu luôn. Và cuối cùng bây giờ nó cũng đã được mang lên iOS. Tại vì iPhone là cái con điện thoại mà mình dùng để chụp hình rất nhiều, nó đi theo mình trong rất nhiều thời gian. Và cái việc mà mình có thể tìm kiếm lại những cái đối tượng ở bên trong ảnh là một trong những cái thay đổi mà theo mình là rất là lớn luôn á. Cái tính năng thứ hai nữa của Photo đó là bây giờ nó có thể tự động gom nhóm lại những cái ảnh mà không chỉ có hai người trong đó mà nhiều người hơn, và tạo thành một cái kỷ niệm cho bạn. Trước đây những cái tính năng memory như thế này thì nó chỉ hoạt động với hai người thôi. Bây giờ thì nó sẽ hoạt động với nhiều người, và mình nhớ là thậm chí còn hoạt động luôn cả được với thú cưng nữa. Đối với lại cái ứng dụng máy tính mới á, thì thật ra trên iPhone nha, ứng dụng máy tính cũng được cập nhật nha các bạn. Tất cả những cái tính năng mà viết vẽ rồi vẽ biểu đồ này kia ở trên iPadOS á, thì thật ra là nó cũng được mang qua đầy đủ hết. Tuy nhiên á, mình thấy là những cái tính năng mà liên quan tới máy tính gọi là Mac Note á, thì nó sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn ở trên một con iPad, và nhất là khi các bạn có cái bút Apple Pencil. Ví dụ ha, bây giờ mình có một cái hàm số, mình có thể nhấn vào và kêu nó vẽ cho mình thành một cái biểu đồ, sẽ rất là hữu ích với những bạn nào mà đang học hành các thứ. Đây sẽ là một cái tính năng mà mình thấy là chủ yếu phục vụ cho các bạn là sinh viên, hoặc là những bạn mà có nhu cầu liên quan tới ghi chú và công việc của các bạn đòi hỏi các bạn phải tính toán những cái biểu thức như vậy. Và tất cả những cái tính năng này á, như mình nói là nó không chỉ hoạt động được ở trên iPadOS đâu, ở trên iPhone nó cũng chạy được á. Tuy nhiên cái màn hình này thì lại quá nhỏ để lúc mà mình viết, mình vẽ thì thật ra nó vẫn được, nó vẫn chạy được đầy đủ á, chỉ là mình thấy nó không tiện khi xài trên iPhone thôi. Cái này xài trên iPad thì sẽ sướng hơn nhiều. Và khi mà các bạn tạo một cái Mac Note ở trong ứng dụng Calculator thì nó cũng được đồng bộ với lại ứng dụng ghi chú Notes của các bạn luôn ha, cho nên là không có lo bị mất ghi chú đâu. Và sẵn nói về app ghi chú á, thì bây giờ các bạn có thể chọn được những cái văn bản mà các bạn viết tay, sau đó các bạn copy và dán nó dưới dạng văn bản bình thường. Nói cách khác ha, ví dụ như các bạn vào trong một cái cuộc họp đi, các bạn viết một cái meeting minute, hoặc là các bạn vào trong giảng đường, các bạn hoàn thành xong một cái bài ghi chú rồi, bây giờ các bạn muốn copy cái đó gửi cho ai khác chẳng hạn, hoặc là các bạn muốn copy nó để bỏ vào trong một cái file Word, thì bây giờ các bạn có thể nhấn giữ vào những cái chữ mà các bạn đã viết, nhấn copy và sau đó dán qua thì nó sẽ tự động đổi chữ viết tay thành văn bản, để mà các bạn tiết kiệm được một mớ thời gian thay vì các bạn phải ngồi gõ lại từ đầu. iPadOS 18 tương thích với lại rất là nhiều những cái dòng iPad khác nhau, từ những cái con như là iPad Air, iPad Pro cách đây mấy năm nó vẫn có thể xài được, cho tới những con mới nhất như là iPad Pro M4 cũng sẽ tương thích đầy đủ. Nếu mà các bạn có quan tâm tới iPad Pro M4 hoặc là iPad M2 thì các bạn có thể tham khảo qua Cellphones. Cellphones là đại lý ủy quyền chính thức của Apple và cũng là đại lý cấp 1 luôn. Hiện tại họ đang có hơn 120 cửa hàng trên khắp cả nước rồi. Thì các bạn có thể mua iPad tại Cellphones để được hưởng một cái mức giá rất là tốt và có nhiều ưu đãi, và nhất là cho các bạn học sinh sinh viên. Khi mà các bạn thu cũ lên đời thì các bạn còn được trợ giá thêm nữa. Ví dụ ha, con iPad Pro M4 11 inch thì được trợ giá tới 1 triệu lần. Các bạn nhớ xài những cái này để tiết kiệm được thêm chi phí. Chi tiết của tất cả những thứ này thì mình sẽ để ở đường link bên dưới phần description của cái video, thì các bạn có thể xem thêm ha. Ở trên iPadOS 18 và cả iOS 18 ha, nó có thêm một cái ứng dụng tên là Password. Thật ra nó là một cái phiên bản cải tiến của Keychain. Keychain là cái mà xuất hiện đầu tiên để nó lưu trữ tất cả những cái password và những cái khóa của các bạn. Sau đó thì nó được tích hợp vào bên trong Safari và một số cái khu vực khác nữa. Và thường ở trước đây, đối với là iOS 17 trở về trước thì nó nằm ẩn ở nhiều góc ở trong hệ điều hành. Còn bây giờ Apple tách nó thành một cái app riêng tên là Password. Và khi mà các bạn mở cái app Password này ra thì các bạn có thể xem được mật khẩu của mình với từng trang web, với từng ứng dụng và với từng dịch vụ khác nhau luôn. App Password này cũng sẽ có một phiên bản dành cho macOS và cũng có một phiên bản mà các bạn có thể access được thông qua iCloud for Windows. Tuy nhiên thì nó lại không có bản cho Android nha, cái này các bạn lưu ý. Riêng bản thân mình thì mình sẽ không dùng cái app Password này mấy. Thật ra thì hiện tại những cái tính năng mà Remember Password thì mình vẫn xài. Tuy nhiên gọi là để dùng nó thay thế cho một cái app đồng bộ password thì mình chưa thấy lý do gì để mà mình có thể sử dụng nó hết. Cái này thì riêng bản thân mình thôi, tại vì mình không có thích xài một cái app quản lý password. Để cập nhật lên iOS 18 bản public beta thì đầu tiên là các bạn sẽ cần phải vào cái website mình để ở đây nè, là beta Apple. Thì lúc đó các bạn sẽ cần đăng ký cái tài khoản iCloud của mình với cái chương trình beta này ha. Nếu mà các bạn đã đăng ký rồi thì thôi không cần nữa. Sau khi mà các bạn đã đăng ký thì các bạn lấy cái điện thoại của mình ra, sau đó các bạn vào phần cài đặt, vào phần cài đặt chung, rồi sau đó vào phần cập nhật phần mềm, thì các bạn sẽ thấy một cái ô nó xuất hiện gọi là phiên bản beta, phiên bản thử nghiệm. Các bạn bấm vào và chọn iOS 18 public beta là ok ha.
Cái việc này thực hiện rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên mình cũng muốn cảnh báo với các bạn đó là đây chỉ mới là phiên bản beta và vẫn có khả năng bị lỗi. Cho nên là nếu như mà các bạn đang chỉ có một cái điện thoại duy nhất hoặc đây là cái điện thoại chính của các bạn thì các bạn không nên nâng cấp. Ở thời điểm hiện tại ha, thì những cái tính năng liên quan tới Apple Intelligence nó chưa có được thử nghiệm ở trên iOS 18 được, chưa có để mà thử nghiệm luôn. Và ngoài ra thì tiếng Việt thì lại càng chưa có nữa. Cho nên là những cái tính năng Apple Intelligence thì chắc là phải đợi khi nào mà ra bản chính thức. Mình đoán là khoảng tháng 9, tháng 10 năm nay á, thì lúc đó mình mới có thể trải nghiệm được những cái tính năng này. Thì lúc đó sẽ làm một cái video thêm nữa để chia sẻ với các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có gặp lỗi gì với iOS 18 hoặc là iPadOS 18 hay không? Các bạn thích tính năng gì nhất và các bạn thấy cái nào là không cần thiết thì mời các bạn comment chia sẻ với mình. Rồi, vậy ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.